Vợ Mạnh Quỳnh nổi đoá khi chồng giấu chuyện Phi Nhung còn sống Xin kính chào quý khán giả của kênh Nghe Để Biết Chắc hẳn gần đây quý khán giả đã vô cùng xôn xao trước thông tin ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống và đã được âm thầm chuyển sang Mỹ để điều trị Covid-19 Thông tin chấn động đến nỗi cả cộng đồng mạng lẫn giới truyền thông báo chí hay cả bộ công an đều vào cuộc và gây ra nhiều làn sóng tranh cãi Và không chỉ cả nước xôn xao mà mới đây theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì gia đình Mạnh Quỳnh lại vừa xảy ra một cuộc tranh cãi liên quan đến Phi Nhung. Được biết thì thông tin Phi Nhung còn sống và được chuyển đến Mỹ để điều trị. Cho đến hiện tại, ca sĩ Mạnh Quỳnh vẫn không hề tiết lộ cho vợ mình là Cẩm Diệu biết. Anh giấu kính chuyện này hoàn toàn và tuyệt nhiên không hé lộ nửa lời. Chỉ đến khi cô biết được chuyện này qua truyền thông thì lúc bấy giờ Mạnh Quỳnh mới chịu nói hết toàn bộ sự việc cẩm diệu rất tức giận vì chuyện này và tuyên bố sẽ sớm làm rõ sự thật trong việc này ngay khi thông tin gia đình của mạnh quỳnh lục đục vì vấn đề của phi nhung hàng loạt like, cộng đồng mạng liên tục đặt ra nhiều nghi vấn cũng như giả thiết về sự việc nam ca sĩ đã giấu nhẹm vợ mình chuyện người tình sân khấu vẫn còn sống phải chăng trong chuyện này có điều gì mờ ám chăng hay còn có vấn đề nào khác thậm chí nhiều người dùng mạng còn thẳng thắn đặt ra câu hỏi cho nam ca sĩ mạnh quỳnh có hay không liệu nam ca sĩ đang có điều gì mập mờ với phi nhung chăng nên mới giấu chuyện động trời như vậy hiện tại chúng tôi vẫn đang cố liên lạc để phỏng vấn ca sĩ mạnh quỳnh về vấn đề này và cộng đồng mạng người hâm mộ vẫn đang chờ mạnh quỳnh có câu trả lời xác đáng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và sẽ nhanh chóng gửi đến cho các bạn kết quả chính xác của sự việc trên xin hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau